Mình xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên đó là Cibermap 25 EC. Thì đây là một thuốc mà đặc trị các loại sâu và các loại côn trùng khác. Mình ví dụ như là sâu cuốn lá nè, sâu xám, sâu xanh và các loại côn trùng miệng chích hút như là bọ chỉ, bọ xít mũi, vân vân. Thì bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của chai thuốc Cibermap. Chai này thì có quy cách đó là 100 cc, cũng có chai 500 và chai 1 lít các bạn ha. Và tiếp theo ở trên màn hình của các bạn đó là một cái bảng mô tả về những cái hoạt chất cũng như là công dụng và cách sử dụng của cái thuốc Cibermap này. Tiếp theo mình xin phân tích về cái hoạt chất của thuốc. Hoạt chất của thuốc là hoạt chất cebenmerin có nồng độ đó là 25%. Hoạt chất này là một hoạt chất thuộc cái nhóm cúc tổng hợp hay gọi là pyrethroid. Thì ở những video trước mình đã chia sẻ với các bạn rằng đó là chúng ta khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm thì chúng ta cố gắng là tập trung nhìn kỹ về cái hoạt chất và chúng ta xem coi hoạt chất đó thuộc cái nhóm thuốc nào. Thì ở đây hoạt chất cibenmerin nằm trong cái nhóm gọi là pyrethroid. Thì cái đặc điểm đầu tiên khi các bạn nhớ về cái nhóm pyrethroid này đó là khả năng là tác dụng nhanh hay gọi là knockout effect. Khi mà côn trùng á mà bị dính thuốc rồi đó thì nó sẽ dãy giụa, nó sẽ có những phản ứng co giật vân vân. Thì như vậy nếu mà khi mà chúng ta biết được về cái đặc điểm của nhóm thuốc đó rồi thì chúng ta sẽ hình dung thêm được nếu mà nhóm thuốc như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta phun cho cái thuốc chạm được vào côn trùng thì lúc đó nó mới có tác động được. Vì vậy cái cơ chế tác dụng mà mạnh nhất của cái hoạt chất cibenmerin này hay là cái thuốc Cibermap đó là tiếp xúc. Thì chúng ta cố gắng phun thật kỹ, phun ở dưới mặt lá, ở trong những khe hốc vân vân, những nơi mà côn trùng thường hay ẩn nấp thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và tiếp theo là cái phần hướng dẫn sử dụng. Phần này cũng rất là quan trọng các bạn ha. Các bạn đừng có nên tăng liều chi cả, mà chúng ta chỉ cần là pha thuốc với những cái liều lượng đúng là được rồi. Thì ở cách sử dụng của cái thuốc Cibermap này đó là chúng ta pha từ 5 đến 60 lít cho bình 8 lít nước bạn ha. Chúng ta khi mà chúng ta đi thăm vườn á, thường xuyên chúng ta phát hiện sâu mà lúc nào thì chúng ta phun lúc đó. Đối với những loại sâu mà ở tuổi 3, tuổi 4 thì chúng ta sẽ pha thêm cái hoạt chất thuộc nhóm lăng hữu cơ hoặc một số hoạt chất thuộc cái nhóm mà có độ độc cao hơn. Ví dụ như là các nhóm hóa học hoặc là tùy theo đặc điểm của mỗi loài trong cái cơ chế sinh trưởng phát triển của chúng thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một số cái hoạt chất có khả năng làm ung trứng hoặc có khả năng làm rối loạn sinh lý côn trùng vân vân. Thì ở từng cái sau này mình sẽ làm những video ở chuyên biệt từng loại côn trùng, từng cái mảng riêng thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn với các bạn về những cái cách phối thuốc như vậy ha. Thì video mình chia sẻ về thuốc Cibermap 25 EC, một trong những thuốc đặc trị các loại côn trùng miệng nhai và miệng chích hút cũng rất hiệu quả trên cây trồng. Thì đến đây là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.